Xin chào tất cả các bạn. Cảm ơn các bạn đã quay lại với kênh của chúng tôi. Hôm nay, chúng tôi xin được nói về tiểu sử và sự nghiệp của hot girl tai tiếng Trang Anna. Sau khi tham gia nhiều cuộc thi, Trang Anna nổi lên là một hot girl đình đám. Cô nhận được nhiều sự chú ý từ công chúng. Tuy nhiên, đi kèm với đó là xì căng đăng với những người bạn trai cũ của mình. Trang Anna là ai? Tên thật: Đặng Thị Thúy Trang. Nghệ danh: Trang Anna. Năm sinh: 1993. Quê quán: Hưng Yên. Nơi sinh sống: Thành phố Hồ Chí Minh. Nghề nghiệp: người mẫu ảnh. Trang Anna được biết đến là hot girl thị phi nhất nhì showbiz. Cô nàng sở hữu gương mặt xinh đẹp cùng vóc dáng chuẩn không cần chỉnh. Tuy nhiên, Trang Anna được công chúng biết đến nhiều hơn qua những xì căng đan. Cô nàng cũng là một đại gia chơi hàng hiệu có tiếng đấy. Tin đồn hẹn hò của Trang Anna. Đi cùng với sự nổi tiếng, Trang Anna được quan tâm nhiều hơn. Những tin đồn hẹn hò của cô cùng người khác liên tục xuất hiện trên mặt báo. Giữa năm 2017, Trang Anna khiến cộng đồng mạng chú ý khi được đồn đoán là đang hẹn hò với nam ca sĩ rocker Nguyễn. Tin đồn này xuất phát từ việc cô đăng bức ảnh của mình và rocker Nguyễn lên trang Instagram cá nhân. Mặc dù cả hai đã có bình luận phủ nhận chuyện này, nhưng nhiều cư dân mạng vẫn khẳng định Trang Anna đang hẹn hò với rocker Nguyễn. Ngoài việc hẹn hò với rocker Nguyễn, cô còn có các mối tình khác với Mr. Global 2016, Nguyễn Phúc, Vĩnh Cường hay Thầy Ngạn, Trần Nghĩa. Hiện tại, Trang Anna đang có tình yêu đẹp với Mỹ Nam Thái Free. Họ công khai vào năm 2020 và nhận được nhiều lời chúc phúc tới từ cư dân mạng. Xì căng đăng tình ái của Trang Anna với diễn viên Trần Nghĩa. Trang Anna đã mạnh mẽ tố cáo diễn viên Trần Nghĩa, cũng là bạn trai cũ của cô, có một đời tư thối nát, bắt cá nhiều tay trong khoảng thời gian vẫn còn yêu cô. Trang Anna đã liên tục tung bằng chứng việc Trần Nghĩa ngoại tình. Cô kiên quyết muốn chấm dứt sự nghiệp của nam diễn viên. Các cư dân mạng cũng đã đào lại được bộ ảnh thuở còn mặn nồng của Trang Anna và Trần Nghĩa. Họ không khỏi tiếc nuối cho cuộc tình đẹp của showbiz nay đã hóa thành màn đấu tố nghiệt ngã trên mạng xã hội. Sự nghiệp của hot girl Trang Anna. Trang Anna bắt đầu nổi lên sau khi lọt top 11 cuộc thi ngôi sao mới vào năm 2014. Việc sở hữu một vóc dáng nóng bỏng, gương mặt xinh đẹp cùng làn da trắng, Trang Anna nhanh chóng sở hữu một lượng người theo dõi lên đến gần 300.000 trên mạng xã hội. Trong khoảng thời gian này, Trang Anna còn được khán giả chú ý tới khi được xuất hiện cùng những cái tên đình đám nhất của showbiz lúc bấy giờ là Thủy Tiên, Hám Lát Chương. Sau khi gây sốt giới giải trí, Trang Anna bất ngờ đi du học ở Singapore. Lý do mà cô đưa ra là vì cảm thấy có nhiều áp lực từ dư luận khi được nhận xét có lối ăn mặc phản cảm, lối sống tiêu cực hay bị nghi ngờ là gái bán dâm. Trở về sau thời gian ở Singapore, Trang Anna đã thay đổi rất nhiều, khiến người hâm mộ không nhận ra được cô của ngày nào. Không còn vẻ nhí nhảnh như xưa, Trang Anna giờ đây đã trở nên xinh đẹp, nữ tính và quyến rũ hơn. Chúng tôi hy vọng những chia sẻ trên sẽ mang lại cho các bạn những kiến thức bổ ích và lý thú. Nếu các bạn có bất kỳ một mối quan tâm, một ý kiến đóng góp hay thậm chí một lời phàn nàn nào đó, các bạn vui lòng comment phía dưới video này, chúng tôi luôn luôn lắng nghe, sẵn sàng đón nhận và cảm ơn chân thành đến các bạn. Xin các bạn hãy giúp đỡ chúng tôi bằng cách nhấn vào nút đăng ký, like, share để kiến thức được lan tỏa. Cảm ơn chân thành đến tất cả các bạn.